Thưa quý khán giả, khi học sinh đến trường thì cũng đồng nghĩa là ngày ngày sẽ phải tham gia giao thông trên các tuyến đường. Chính vì thế, việc phổ biến pháp luật về trật tự giao thông và hướng dẫn các quy tắc lưu thông được các cơ sở giáo dục và những người làm công tác đảm bảo an toàn giao thông dành nhiều sự quan tâm. Những ngày đầu năm học, bên cạnh công chữ, phép tính, thì các em học sinh còn được tiếp nhận những bài học về sự an toàn trong đi lại. Vô chặt quá làm sao mà thở, đúng không? Mà còn các em để lỏng lỏng cái quai ở dưới như thế này nè. Khi các em chạy xe là nó sẽ tấp ngược về phía sau nè. Về là cũng thiếu oxy. Hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng cách là một trong những nội dung được cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Lai Vung gửi đến các em học sinh cấp 2 trong ngày đầu năm học. Bởi dưới trên 600 học sinh đang theo học tại trường trung học cơ sở Tương Dương thì có gần 20% trong số này điều khiển xe đạp điện đến trường hàng ngày. Do đó, đội nón bảo hiểm không chỉ là quy định bắt buộc mà còn phải đạt chuẩn và đúng cách. Người từ đủ bao nhiêu tuổi được điều khiển xe gắn máy? Bỏ vô lớp. Rồi, đủ 16. Rồi, người đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được điều khiển xe mô tô? Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi động hơn từ những câu hỏi về quy tắc giao thông an toàn được cán bộ cảnh sát giao thông đặt ra và nhận được sự tham gia trả lời nhiệt tình từ các em học sinh. Cách tương tác giữa người nói và người nghe là yếu tố giúp cho hoạt động này đạt được hiệu quả. Vì đầu tiên là đi bộ, trước khi qua đường phải nhìn bên trái trước, sau đó nhìn bên phải, không có xe mới qua đường cho an toàn. Vì thứ hai là chạy xe đạp, gắn cục phát quang dưới bánh xe cho người tham gia giao thông dễ nhận biết và tránh xảy ra các tai nạn. Khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp cũng như xe đạp điện, chúng ta không nên thực hiện các hành vi như chạy hàng 2, hàng 3, chạy bốc đầu, bỏ tay ra khi đang tham gia giao thông cũng như là sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông. Ngoài phối hợp với các ngành chức năng thì vào mỗi năm học mới, trường trung học cơ sở Tương Dương còn thực hiện tuyên truyền về an toàn giao thông và hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông trong các buổi chào cờ, ngoại khóa và lồng ghép trong tiết học giáo dục công dân. Theo ban giám hiệu trường, ý thức của học sinh trong đi lại hàng ngày đã được minh chứng bằng việc chưa có học sinh nào của trường vi phạm giao thông trong nhiều năm trở lại đây. Thì hàng năm thì cũng tổ chức ký cam kết an toàn giao thông đối với học sinh và kể cả giáo viên trong trường và phụ huynh học sinh. Đối với học sinh thì không tham gia xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. Còn đối với giáo viên và phụ huynh học sinh thì cơ bản là không có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chấp hành tốt luật an toàn giao thông. Tháng cao điểm an toàn giao thông đến trường đã được các đơn vị địa phương ở Đồng Tháp cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp. Trong đó, tuyên truyền an toàn giao thông là hoạt động trọng tâm và được triển khai rộng khắp tại các cơ sở giáo dục. Đây là tiền đề để nâng cao kiến thức, kỹ năng đi lại an toàn cho học sinh, nhóm tuổi vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ tai nạn giao thông.